Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái plugin cũng như là một số kỹ thuật để chúng ta tạo các cái title ha, tức là các cái text 3D ở trong After Effects. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn sử dụng hai cái plugin là Element 3D của Video Copilot và một cái nữa đó là cái Boris Title Studio của hãng Boris ha. Thì các cái plugin thì mình sẽ bao gồm cái link download ở trong cái phần description của cái video này, thì các bạn có thể xuống dưới để các bạn download ha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái background, được chưa? Thì mình sẽ sử dụng một cái footage để làm background. Đây thì mình sẽ import cái footage của mình vào, được chưa? Thì đây là cái footage của mình, cũng rất đơn giản thôi ha, là camera di chuyển trên con đường. Thì ở đây thì mình sẽ tạo một cái text, một cái title 3D để mình gắn vào cái cảnh quay này. Và để làm chuyện đó thì mình sẽ track cái camera của cái cảnh này ha. Thì mình sẽ bỏ cái cảnh của chúng ta vào trong một cái composition mới. Và sau đó thì chúng ta sẽ vào phần tracker, chúng ta bấm vào track camera. Và chúng ta sẽ đợi cho cái track này nó xong ha. Thì bây giờ thì cái cảnh quay chúng ta đã được track camera xong, thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có các cái điểm track nó nằm trên cái cảnh quay của chúng ta. Việc đầu tiên thì chúng ta sẽ select một cái mặt phẳng ở trong cái cảnh quay của chúng ta để làm cái mặt đất, thì mình sẽ chọn ba cái điểm, được chưa? Mặt phẳng tạo ra bởi ba cái điểm, và chúng ta sẽ bấm chuột phải set ground plane and origin, được chưa? Tiếp theo nữa thì mình sẽ lấy ra một cái điểm track để mình làm cái điểm để chúng ta gắn cái text của chúng ta vào. Ở đây thì mình sẽ lấy cái điểm này đi, và mình sẽ bấm chuột phải chọn là create null nền camera. Thì như vậy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái null nó nằm ở cái vị trí ở trong không gian 3D, và nó sẽ đi theo cái camera của chúng ta, được chưa? Rồi. Tiếp theo thì để mà tạo cái text thì đầu tiên chúng ta sẽ phải dùng cái công cụ text tool của After Effects. Ở đây thì mình sẽ đánh vào một cái dòng chữ Visual Effect, đúng không? Rồi. Ở đây thì mình dùng phông một cái phông mà mình đang có, phông Gotham của đã được Việt hóa, bold, được chưa? Typeface là bold. Và mình cũng có sử dụng cái thông số leading để mình thay đổi cái khoảng cách giữa hai cái dòng để cho nó đẹp hơn ha. Rồi, thế thì sau khi mình đã tùy chỉnh cái text của mình xong thì mình có thể select cái layer text của mình, bấm chuột phải vào phần create, mình sẽ chọn là create mask from text. Thì After Effects nó sẽ tạo ra một cái layer mới ha. Với cái layer này nó sẽ biến những cái text của chúng ta thành những cái mask, được chưa? Đây là những cái mask do After Effects nó tự động nó tạo ra cho chúng ta. Rồi, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng cái layer mask này để chúng ta bỏ vào trong element 3D của Video Copilot để chúng ta tạo cái 3D text, được chưa? Ở đây mình sẽ tạm tắt cái layer mask này đi, mình không cần phải bật nó lên ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo một cái solid mới đặt tên là Element. Mình sẽ vào phần Effect Video Copilot và áp dụng cái plugin Element vào. Và với cái plugin Element này thì chúng ta sẽ xuống, đầu tiên chúng ta sẽ xuống cái phần Custom Layer, và chúng ta sẽ xuống cái mục là Custom Text and Mask, đúng không? Và ở cái path layer số 1 này chúng ta sẽ chọn cái layer mask mà chúng ta vừa mới tạo, được chưa? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút scene setup của plugin element. Và ở trong cái không gian 3D của element 3D thì chúng ta chỉ việc bấm vào cái nút extrude, thì các bạn sẽ thấy là cái text của chúng ta hay cái mask của chúng ta được đưa vào trong element, và nó sẽ tự động nó extrude ra, nó tạo thành một cái khối 3D, một cái chữ 3D chúng ta. Chúng ta có thể tùy chỉnh cái hình dạng extrude của cái khối 3D này bằng cách chúng ta sẽ select cái material bevel ha, nằm ở trong cái extrusion model đây. Và chúng ta có thể thay đổi các cái thông số nằm ở trong cái cửa sổ điều khiển ở phía dưới này.
Thì đầu tiên là trong cái mục bevel extrude, chúng ta có thể thay đổi cái độ sâu của cái text được chưa? Chúng ta cũng có thể thay đổi cái bevel size, tức là cái độ rộng của cái viền được chưa? Cái viền của cái text. Chúng ta cũng có thể thay đổi cái bevel depth được chưa? Tức là độ sâu của cái phần viền. Bevel curve là chúng ta muốn cái phần viền chúng ta nó sắc hay là nó mềm được chưa? Ở đây thì mình có thể cho nó một chút sắc một chút được chưa? Rồi, thì sau khi mà chúng ta tùy chỉnh xong thì các bạn thấy là chúng ta đã có một cái text 3D như thế này. Mình sẽ tăng cái extrude lên một tí. Rồi. Mình sẽ di chuyển cái text này lên trên cái mặt đất của element được chưa? Để nó nằm ở trên cái mặt đất. Tiếp theo thì chúng ta có thể vào trong phần preset được chưa? Ở trong phần preset này chúng ta sẽ có thể gán một cái môi trường environment cho cái scene này, cho cái text này. Và chúng ta cũng có thể gán một cái material cho nó được chưa? Ở đây thì mình đã có sẵn cái bộ procedure của Video Copilot, thì ở đây mình sẽ áp dụng một cái material dạng kim loại dạng vàng ha. Ở đây mình sẽ nắm kéo thả vào cái text của chúng ta. Các bạn sẽ thấy là cái text chúng ta nó sẽ biến thành một cái kiểu giống như là kim loại bằng vàng, nó có phản chiếu ánh sáng được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ xuống phần lên phần environment. Trong phần environment thì chúng ta sẽ mình sẽ đổ vào một cái environment. Chúng ta có thể dùng cái này hoặc là cái này được chưa? Rồi thì sau khi mà chúng ta setting xong ở trong element 3D thì chúng ta có thể bấm OK. Thì các bạn sẽ thấy là cái text 3D của chúng ta, của element, nó được gắn vào trong cái scene chúng ta rồi ha. Nhưng mà ở đây thì cái vị trí của nó chưa chính xác với cái vị trí mình muốn. Ở đây thì mình muốn gắn cái text này vào cái vị trí của cái điểm null mà mình đã extract ra hồi nãy đó, đúng không? Các bạn nhớ không? Rồi, thế thì để làm việc đó thì cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ bấm chữ B phở để chúng ta mở cái position của cái track null của chúng ta ra. Tiếp theo chúng ta select cái layer element của chúng ta là chúng ta vào group 1, xuống phần create group null và chúng ta bấm create. Và với sau khi chúng ta có cái group null để điều khiển cái vị trí của cái text rồi, mà chúng ta có thể di chuyển cái group null để, và các bạn thấy là cái text nó sẽ đi theo cái group null của mình rồi. Thì sau khi có cái group null này, chúng ta sẽ bấm p phẩm một lần nữa, chúng ta mở cái vị trí position ra, chúng ta sẽ copy cái position, chúng ta bấm Ctrl C copy cái position của cái text null của chúng ta, và chúng ta select cái position của cái group null, chúng ta bấm Ctrl V để chúng ta dán nó vào. Thì ngay lập tức là cái vị trí của cái text nó nhảy đến cái vị trí của cái check null của chúng ta. Và khi mà các bạn preview, các bạn sẽ thấy là cái scene chúng ta thì cái text chúng ta nó đã đi theo cái chuyển động camera rồi, được chưa? Ở đây thì chúng ta sẽ mình sẽ xoay cái text này lại, được chưa? Cho nó nằm dọc theo con đường. Chúng ta có thể di chuyển cái vị trí của cái text. Chúng ta cũng có thể scale nó một tí ha. Rồi. Ở đây thì về ánh sáng thì mình cũng không muốn nói quá nhiều về phần này, chúng ta có thể xuống phần render setting. Ở đây mình sẽ vào cái mục lighting, mình sẽ add một cái lighting nữa, gọi là một cái đèn clean blue. Và chúng ta sẽ mở cái additional lighting rotation, và mình sẽ rotate cái đèn này đến một cái vị trí. Nào mình thấy hợp lý. Được chưa? Và chúng ta cũng có thể mở cái mục physical environment, chúng ta mình sẽ tăng cái exposure của cái environment lên một tí để cho cái ánh sáng nó khớp hơn với cái môi trường của chúng ta, với cái cảnh quay thật của chúng ta ha. Rồi, thì như vậy là một số bước đơn giản để chúng ta có thể chèn một cái text 3D vào trong cái scene của chúng ta sử dụng element 3D của Video Copilot, được chưa? Rồi, thì cũng tương tự với cái
Plugin này chúng ta cũng có cái plugin tên là Boris Title Studio. Đây là cái plugin của hãng Boris. Thì nó cũng có một số thế mạnh về mặt tạo cái text 3D thì mình giới thiệu luôn để các bạn có thể cân nhắc lúc nào các bạn cần sử dụng cái plugin nào, được chưa? Ở đây thì mình sẽ duplicate cái composition hiện tại của chúng ta ha. Cái composition cũ thì mình sẽ đặt nó là element 3D text, được chưa? Để phân biệt với cái composition mới mình sẽ đặt là Boris text. Rồi. Với cái layer mới composition mới này thì mình sẽ xóa cái những cái liên quan đến element 3D, bao gồm cái layer text và cái layer element cũng như là cái group null của mình xóa hết đi. Mình chỉ chừa lại cái track null camera, được chưa? Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng Boris ha. Thì để sử dụng Boris thì chúng ta sẽ vào phần đầu tiên nó sẽ tạo một cái solid đặt tên là Boris, được chưa? Và với cái solid này đầu tiên mình sẽ bật cái memory đi một tí để cho cái phần mềm nó nhanh hơn. Rồi với cái Boris layer Boris này chúng ta sẽ vào phần effect. Chúng ta xuống mục là BCC 3D object. Những cái plugin mà có cái tên BCC là nó đều của cái hãng Boris, nó nằm trong trong cái bộ Continuum của Boris ha. Thì chúng ta sẽ vào cái mục BCC 3D Object rồi, và chúng ta sẽ áp dụng cái BCC Title Studio. Thì đây chính là cái Boris FX Title Studio. Và khi chúng ta áp dụng thì nó sẽ áp dụng chúng ta một cái text mặc định ở đây. Mình có thể solo cái layer để chúng ta thấy ha, đây là cái text mặc định của Boris. Thì chúng ta sẽ select cái effect BCC Title Studio trong cái Effect Control. Ở trong cái Effect Control thì chúng ta sẽ có cái nút là Launch UI. Chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra cái giao diện của cái Boris FX. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy là bên cái màn góc phải này nè là cái viewer của cái plugin này ha. Thì bình thường nếu các bạn mới mở thì có thể là các bạn chỉ thấy nó có một cái màn hình duy nhất thế này thôi, được chưa? Và có cái text ở đây. Còn nếu mà các bạn muốn mở thêm một cái màn hình để thấy cái không gian 3D á, thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút này. Chúng ta chọn là Dual Horizontal, được chưa? Thì ở đây các bạn sẽ thấy được cái text của chúng ta ở trong không gian 3D, được chưa? Rồi, cái việc đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉnh là cái text của mình, đúng không? Thì ở đây thì ở dưới cái phần timeline, với phần timeline của cái plugin này thì chúng ta cũng sẽ thấy có cái text Boris FX nó nằm sẵn ở đây nè. Thì chúng ta select nó và chúng ta vào phần text, được chưa? Và trong phần text này chúng ta sẽ có một cái ô để chúng ta chỉnh lại cái text theo cái ý mình của chúng ta muốn. Ở đây thì mình sẽ đánh lại cái chữ Visual Effect giống hồi nãy ha. Được chưa? Và chúng ta có thể tùy chỉnh cũng rất nhiều thứ cho cái text này, cũng y như là khi chúng ta dùng After Effects, công cụ text tool của After Effects là chúng ta cũng có thể chọn phông ha. Ở đây mình sẽ chọn cái phông mà hồi nãy mình đã dùng với element 3D có time bold, được chưa? Sau đó thì mình canh giữa cái text này, chúng ta có thể tăng cái size của cái phông này lên, được chưa? Và chúng ta cũng có thể thay đổi các cái thông số bình thường của một cái typography, chẳng hạn như là leading, thì chúng ta cũng có thể dùng cái leading để mình đẩy hai cái text này nó lại gần nhau, được chưa? Rồi, thì như vậy là chúng ta đã có cái text của chúng ta ở trong không gian 3D ha. Ở đây thì các bạn thấy là nó cũng đã extrude cho chúng ta sẵn cái text này rồi, chúng ta không cần phải thực hiện extrude giống như trong element 3D nữa. Mà ở đây thì chúng ta có thể vào phần
chúng ta sẽ vào đầu tiên là chúng ta sẽ select cái thư mục scene 2D composite được chưa? Mình sẽ bấm chuột phải switch to 3D render để biến cái scene này thành một cái scene 3D được chưa? Và chúng ta sẽ có thể qua bên phần control. Các bạn sẽ thấy nó sẽ có cái extrusion nó nằm đây. Thì cái extrusion này chúng ta có thể dùng, chúng ta thay đổi cái độ sâu ha, độ sâu của cái phần extrusion của cái text này. Đây thì mình sẽ tăng lên khoảng 8 được chưa? Và cũng tương tự như ở bên element 3D thì chúng ta có thể tùy chỉnh cái kiểu bevel theo ý chúng ta muốn, được chưa? Mình muốn kiểu nào thì chúng ta làm kiểu đó. Rồi, tiếp theo thì chúng ta có thể áp dụng cho nó một cái material đúng không? Tại vì đây là một cái vật thể 3D. Thế thì để áp dụng material thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái material bên đây. Chúng ta select cái một front material color. Được chưa? Thì nó sẽ có chúng ta tùy chỉnh cái các cái thông số của cái material của cái text chúng ta trong đây, được chưa? Chẳng hạn về highlight, specular ha, và chúng ta có thể chọn cái type mà chúng ta muốn ở đây. Ví dụ chúng ta muốn một cái material phản xạ thì chúng ta có thể dùng cái reflection ở đây. Ở đây thì để tiết kiệm cho chúng ta cái thời gian thì tất nhiên là Boris nó cũng cung cấp cho chúng ta một cái preset, những cái preset về material để chúng ta áp dụng cho nó nhanh. Thì để mở cái preset đó lên thì chúng ta sẽ vào phần cái menu Window. Chúng ta sẽ bật cái Material Style. Thì cái cửa sổ Material Style nó sẽ xuất hiện, được chưa? Và chúng ta có thể chọn trong cái mục ở trên phía trên này, chúng ta chọn cái mục, chúng ta chọn cái những cái loại material chúng ta muốn. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn cái Metallic, tức là cái kim loại, được chưa? Và ở đây mình sẽ áp dụng cái một cái material. Chẳng hạn như là cái này, Smooth Gold Bar ha. Rồi mình select cái material này, mình bấm chuột phải và chọn Apply. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ áp dụng cái material vào trong cái text của chúng ta, được chưa? Rồi, sau khi mà chúng ta đã có text và chúng ta gắn material vào rồi, thì chúng ta có thể vào phần file, chúng ta save cái project này lại một cái vị trí nào đó trước nè. Sẽ cái tên là 3D text. Và sau đó thì chúng ta sẽ tắt cái tắt cái giao diện đi và chúng ta bấm chúng ta load cái mình sẽ vào trong cái mình mở lại cái test của chúng ta ha. Và chúng ta sẽ rồi thì chúng ta sẽ đóng cái giao diện này lại. Thì nó sẽ hỏi chúng ta là save effect setting with host, mà chúng ta bấm yes. Thì nó sẽ đưa cái text của chúng ta vào trong cái composition ở trong After Effects. Ở đây thì mình sẽ bỏ cái solo của cái layer này đi. Thì hiện tại thì các bạn thấy là cái text của chúng ta được đưa vào trong cái con của chúng ta rồi, nhưng mà rõ ràng là nó không có đi theo cái chuyển động camera, đúng chưa? Thì đó là tại vì là chúng ta chưa có quy định cho cái Boris nó sử dụng cái camera của cái composition chúng ta có sẵn ở đây. Thế thì bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ select cái layer Boris, chúng ta vào cái plugin Title Studio. Ở đây thì mình sẽ check vào cái ô là Use Com Camera. Tức là nó sẽ sử dụng cái camera hiện có trong cái composition chúng ta để nó làm cái camera cho cái Boris title, được chưa? Và
Tiếp theo thì chúng ta muốn đưa cái text của chúng ta đến đúng cái vị trí, chẳng hạn cái vị trí hồi nãy mình đã đưa cái text element 3D vào, đúng không? Thế thì để làm việc đó chúng ta cũng phải cần transform cái text này. Thì để làm việc đó chúng ta cũng sẽ check vào cái ô là view transformation. Đấy, thì khi mà chúng ta check vào cái view transformation thì cái mục transformation này nó sẽ hiện ra, nó sẽ không có bị tắt đi. Thì chúng ta có thể mở cái mục transformation này ra ha. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy nó có cái position x, y và nó có position z, tức là cái vị trí trên cái trục x, trục y và trục z của cái text này. Thế thì ở đây chúng ta sẽ copy cái vị trí của cái track null của chúng ta ha. Chúng ta copy từng cái vị trí x, y và z để chúng ta dán nó vào cái tương ứng với cái x, y và cái z, được chưa? Và chúng ta sẽ có thể di chuyển cái và có di chuyển cái text của chúng ta đến cái vị trí chúng ta có thể quan sát được. Đây mình có thể check vào cái ô là make post z to com. Nếu mà cái text của chúng ta nó bị biến mất. Được chưa? Chúng ta sẽ lôi nó đến đúng cái vị trí chúng ta muốn. Và chúng ta có thể rotate, được chưa? Chúng ta có thể xuống phần rotate x, rotate y. Vậy thì chúng ta rotate cái text của chúng ta theo cái hướng chúng ta muốn. Ở đây mình cũng sẽ đặt nó theo cái dọc theo cái con đường này, được chưa? Mình có thể thì nói chung thì cái việc chúng ta thay đổi cái vị trí trong không gian 3D của cái text Boris á, thì nó hơi phức tạp hơn một tí so với chúng ta dùng element, đúng không? Các bạn thấy rõ như vậy. Tại vì nó không có cái null để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta dịch chuyển nó ha. Nhưng mà với một chút cái tùy chỉnh thì mình nghĩ là chúng ta vẫn có thể thực hiện được. Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta đã đưa được cái text của chúng ta vào trong cái scene của chúng ta, scene 3D của chúng ta ha, nó đi theo cái chuyển động camera, được chưa? Ngoài ra thì khi mà chúng ta quay lại cái UI của Boris á, thì ngoài cái việc tùy chỉnh material thì chúng ta cũng có thể tùy chỉnh về đèn, đúng không? Chúng ta có thể select cái scene của chúng ta. Chúng ta xuống cái phần control, chúng ta qua cái phần light. Đấy thì đây là cái light mặc định của Boris, nó sẽ cung cấp chúng ta một cái line, được chưa? Thì nếu mà chúng ta muốn tạo thêm một cái line nữa thì chúng ta có thể check vào cái ô, cái đèn ở đây nó sẽ cung cấp chúng ta ba cái ô ha. Chúng ta check thêm một cái ô thì sẽ có thêm một cái đèn, và chúng ta có thể di chuyển cái đèn, những cái đèn này đến các vị trí mà chúng ta muốn, được chưa? Để mình select lại cái đèn. Đấy, chúng ta có thể bố cục các cái đèn theo ý của chúng ta, theo như cái vị trí của cái scene của mình ha. Chúng ta thoát khỏi cái Boris thì nó sẽ hỏi chúng ta là có muốn lưu lại không, thì chúng ta bấm yes thì nó sẽ cập nhật cái thông tin về đèn ở trên cái cảnh quay của chúng ta. Rồi, thì mỗi cái plugin thì nó sẽ có một cái thế mạnh. Thì với element thì các bạn thấy là chúng ta sẽ tùy chỉnh về vị trí cũng như là đèn đèn đuốc rồi material nó cũng khá đơn giản. Còn nếu với Boris thì chúng ta thấy nó cũng hơi bất tiện một chút vì cái không gian 3D của nó không có được linh động cho lắm, đúng không?
đó là cái mà chúng ta phải cân nhắc khi mà chúng ta sử dụng các cái material. Tiếp theo nữa thì nhưng mà cái thế mạnh của Boris á, ở đây thì mình cũng muốn hướng dẫn các bạn thêm một cái, đó là chúng ta có thể thực hiện diễn hòa các cái chữ cái của cái text một cách khá là dễ dàng ở trong Boris. Thì diễn hòa một cách nào? Thì chúng ta sẽ select cái text của chúng ta ha, cái text visual effect. Thì ở trong phần control các bạn thấy là bên cạnh cái transformation đúng không? Chúng ta có thể thay đổi về tracking. Đấy. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng có một số cái tab bên cạnh, nó gọi là cái type on đúng không? Cái type on này nó sẽ giúp chúng ta thì gọi là làm xuất hiện các cái text, các cái chữ cái lần lượt, được chưa? Rất là hay. Rồi hoặc là cái jitter, jitter thì nó sẽ giúp chúng ta thay đổi vị trí ngẫu nhiên của các cái text, của các cái chữ cái, được chưa? Rồi, thế thì các cái thông số này nó đều có thể được key ở trong Boris, giống như trong After Effects vậy thôi ha. Thì để thực hiện cái animation á, thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào cái nút có cái hình chìa khóa ở ngay phía dưới cái viewer này. Thì đây là cái nút là để toggle cái anime mode, được chưa? Thì chúng ta bấm vào đây thì cái chìa khóa này nó sẽ biến thành màu đỏ. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ về vị trí không dây chẳng hạn, được chưa? Và chúng ta có thể ở đây mình có thể mình key cái tracking chẳng hạn, được chưa? Thì lúc đầu mình muốn cái những cái chữ cái nó sẽ xa nhau như thế này. Và chúng ta sẽ bấm chuột phải vào cái ô bên cạnh này nè. Chúng ta không bấm chuột phải mà chúng ta bấm chuột trái ha. Và chúng ta chọn một cái một trong những cái thông số về interpolation của diễn hoạt ở đây. Ở đây mình chọn linear. Được chưa? Sau đó thì mình đến khoảng một giây gì đó, một hai giây gì đó, thì mình có thể thay đổi cái tracking này về lại vị trí giá trị là không, được chưa? Đấy, thế thì sau khi mà chúng ta tạo hai cái key như vậy đó, các bạn có thể thấy cái key nó nằm ở trên cái timeline nè. Thì sau đó thì khi mà mình dịch chuyển cái timeline của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cái animation nó diễn ra, được chưa? Rất là đơn giản. Rồi. Và sau đó thì chúng ta khi chúng ta tắt cái giao diện này, chúng ta bấm Z thì chúng ta lưu lại cái hiệu ứng. Thì khi mà chúng ta vào trong After Effects chúng ta sẽ thấy cái animation đó nó diễn ra ở trong cái bối cảnh của chúng ta ha. Được chưa? Đây thì mình có thể xoay cái text này lại để cho các bạn thấy cái hiệu quả. Được chưa? Thì các bạn thấy là nó sẽ có cái chuyển động giống như là chúng ta đã diễn hoạt ở trong Boris. Rồi thì như vậy là các bạn thấy là mỗi cái plugin thì nó sẽ có một cái thế mạnh riêng đúng không? Element 3D nó có cái thế mạnh về không gian 3D, về tùy chỉnh vị trí, material, environment. Nhưng mà còn BCC Title Studio thì các bạn thấy là nó sẽ có thế mạnh là nó khá đơn giản đúng không? Sử dụng là khá đơn giản. Tạo ra cái text cũng khá là nhanh, chúng ta không cần phải convert thành mask, được chưa? Rồi cái nữa là các bạn thấy nó cũng cung cấp cho chúng ta những cái material cũng khá là tốt, và đồng thời là chúng ta có thể tạo chuyển động, được chưa? Tạo chuyển động với rất là nhiều cái thông số có sẵn ở trong cái text của chúng ta. Và chúng ta với Element thì rõ ràng chúng ta không có thực hiện được cái việc đó ha. Rồi thì cái tutorial ngắn này cũng hy vọng là sẽ giúp các bạn biết thêm một số cách thức để chúng ta gắn cái text 3D của chúng ta vào trong cái cảnh quay. Và ở đây thì sử dụng hai cái plugin Element 3D cũng như là Boris của Boris Title Studio của hãng Boris. Thì các cái plugin này mình nhắc lại là mình đều cung cấp cái link để download ở trong cái phần description, thì các bạn có thể vào để download, và mong là các bạn sẽ like, subscribe cũng như là share cái kênh của mình để mình có thêm động lực để xây dựng thêm nhiều video hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.